Em này một chủ sử dụng tôi mới, không những zin rẻ mà lại còn lại đẹp các bạn này. Và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh mua bán xe cũ của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi hết video này, xem một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu sản xuất năm 2009 có xứng đáng để các bạn mua là cái phương tiện tập lái che lắng nghe che mưa hay không. Tội gì phải đi Matiz Spark các bác nhá. Với một khuôn tiền giá nó chỉ có 1.1 đồng thôi là các bạn đã có ngay một cái mẫu xe hai đầu máy 1.4 cực kỳ lành bền, tiết kiệm xăng. Xin giới thiệu các bạn, bên mình mới về em Deugentra các bạn nhé. Em này thì sản xuất năm 2009, tư nhân một chủ từ đầu. Và cái màu đen nó là một trong những cái màu rất đẹp của cái dòng xe sedan hai đầu đây. Gentra thì lái nó rộng rãi, cũng như là khoang hành khách nó rộng nhất cái phân khúc các bạn này. Và các bạn nhìn này, từ hàng ghế cũng như đến trần xe này, ngồi nó thoải mái, nó không chạm đầu các bạn nhé. Đấy là cái phần đầu tiên mới giới thiệu các bạn, tí nữa mình sẽ đi sâu đi xa hơn. Và phần đầu tiên các bạn cứ quan sát vòng quanh một lượt để chúng ta kiểm tra cái phần ngoại thất đây các bạn này. Chiếc xe này về phần thân vỏ mình cam kết với các bạn keo chỉ zin, không đâm va đổ ngã các bạn nhé. Và đặc biệt máy không bị ngập nước. Một chiếc xe với một khuôn tiền giá nó chỉ có đồng mốt thôi, nó chỉ nhỉnh hơn một chiếc Matiz Spark một chút thôi là các bạn đã có ngay một cái mẫu xe hai đầu đầm chắc, ít tiền. Đấy, chạy nó đổ đèo đổ cua, đi đường trường nó không sợ làm đường các bạn nhé. Xe mình mua được của bác chủ đây các bạn này, họ tên đầy đủ, đăng kiểm dài đấy các bạn nhé, có ETC, đăng kiểm đến tại tháng 4 năm 2025. Full đồ chơi quanh xe các bạn nhé. Đấy, bác nào đã từng trải nghiệm trên cái mẫu xe ít tiền này đều để lại một cái bình luận, đây là hàng tiền ít thịt nhiều, hàng ngon bổ rẻ. Và nhất là cái dòng xe một chủ, em này không taxi dịch vụ một ngày các bạn nhé, không khoan đục. Không phải là cái dòng xe trong trường lái ra hoặc các bác chạy dịch vụ. Đấy, cái phần hình thể bên ngoài của em nó đây rất đẹp các bạn này. Một chiếc xe đẹp hay xấu thì cái phần hình thể bên ngoài nó nói lên rất nhiều điều đấy các bạn này. Một chiếc xe form dáng còn nguyên form, những cái đường chỉ chạy dọc thân xe nó căng đét các bạn nhé, những cái đường giáp danh giữa các cánh nó liền lạc. Với một cái giá thành mình đã đề xuất ngay từ đầu rồi, để tiện các bạn theo dõi xem em nó có đạt cái tiêu chuẩn từ chất lượng cũng như giá thành hay không. Đấy, sơn si đồng đều, không bong chóc lệch màu các bạn nhé. Và từ cái ốp lá răng của em nó đây, nó còn nguyên của nhà sản xuất đây các bạn này. Đấy, lốp thì còn trên 80% đăng kiểm dài, một chiếc xe gầm đây các bạn này. Đấy, khi quay video thì mình luôn có một cái tiêu chí là lấy hình ảnh để thay cho lời nói các bạn nhé. Và kết thúc phần thân vỏ để các bạn là đến phần keo chỉ, có vè che mưa, có mạ chân kính e-lock hết rồi. Một chiếc xe đã được trang bị cả màn hình Android đấy các bạn này, cam giám sát hành trình, cam đùi không thiếu gì. Nói chung là một em này với một khuôn tiền như vậy thì các bạn yên tâm về chất lượng luôn. Đấy, các bạn nhìn cái phần nội thất của cái dòng không dịch vụ này. Đấy, các bạn để ý này, từ cái táp ly chỉ có 1.1 đồng thôi là các bạn đã có ngay một cái mẫu xe hai đầu, một phân khúc cùng gai ớt đấy các bạn này. Đấy, nhưng đây chỉnh ghế này, lưng cao lưng thấp này, cao su chân phanh chân ga chân côn nó còn nguyên, ốc nhái bản này phía bên lái đây chưa chạm cả lề tháo lắp gì, nội thất nó là olozin, trần này chân chân nỉ. Và một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít các bạn để ý từ cái bô lăng này, hai cái khóe bô lăng chưa có một vết chầy xước các bạn nhé. Một cái chiếc xe chạy rất ít các bạn này, có hơn chục vạn thôi. Vào phanh tay của số đây các bạn này. Cái dòng này các bạn tham rẻ mà mua những chiếc xe lỗi nát, những chiếc xe dịch vụ ra thì đi mệt lắm, nhưng em này nó còn nguyên đây, bô lăng củ số, phanh tay. Và đặc biệt đã khóa này các bạn này, một đôi khóa theo xe nó còn nguyên đây. Khi quay video thì mình luôn có một cái tiêu chí lấy hình ảnh để thay cho lời nói các bạn nhé. Một chiếc xe sẽ cam kết cho các bạn từ thân vỏ cho đến máy móc. Một chiếc xe các bạn mua về không mất 1.000 nào phải làm gì, bên mình đã check test rất kỹ rồi. Tí nữa mình sẽ cho đi kiểm tra, nếu điều hòa thiếu ga mình sẽ cho lạp ga. Mát nhưng mình chưa được sâu lắm. Tất cả những chiếc xe đã qua sử dụng khi mua về là bên mình đều check test kiểm tra kỹ trước khi bán các bạn nhé. Phanh tay củ số như mới, có màn hình to hết rồi. Bô lăng đây các bác này, hai khóe bô lăng này. Một chiếc xe đẹp xấu thì cái hình ảnh của cái bô lăng nó nói lên rất nhiều điều. Đấy, cái dòng là xe không dịch vụ, trần vẫn là trần nỉ. Và đây các bạn để ý này, nếu taxi thì sẽ khoan đục ở đây, nhưng em nói đây, các bạn để ý này, cái táp ly này như mới các bạn nhé, không một vết bụn rồi. Keo chỉ thì miễn bàn luôn,
máy gầm đại chất, mua về sẵn đi thôi. Đấy, và đây cái cua lốp này các bạn này. Các bạn thấy có ai quay video kỹ như mình không? Quay rất kỹ các bạn nhé, để các bạn có thể xem xong video chốt được luôn. Với một khuôn tiền giá nó chỉ như một chiếc Spark thôi các bạn nhé. Nhưng đây là một cái mẫu xe đầm chắc, một mẫu xe sedan hai đầu, full đồ chơi quanh xe. Và cái màu đen nó tô điểm lên một chiếc xe sedan hai đầu rất đẹp đấy các bạn này. Đấy, mí mạch ba đờ sốc đây. Đèn trước, đèn sau nó là đèn zin nguyên bản theo xe các bạn nhé. Tư nhân một chủ từ đâu. Và đây các bạn này. Cốp sau này. Chưa vẩy một giọt sơn nạ nào. Mình quay video là quay rất kỹ các bạn nhé. Và khoang hành lý đây, rất rộng rãi, đủ cho các bạn đi trong gia đình, để được rất nhiều vali trong những cái dịp đi lễ Tết hoặc những cái dịp đi du lịch hoặc về quê. Xin giới thiệu lại với quý anh chị và các bạn, em này sinh năm 2009, tư nhân một chủ từ đầu. Và cửa hàng bên mình mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam 2 cây số, cách sân bay Nội Bài 10 cây số, sát chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100 Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc hướng đi thành phố Vĩnh Yên khoảng 200m, mặt đường quốc lộ 2 các bác nhé. Mình đã kiểm tra hết rồi, kính là zin hết các bạn ạ. Một chiếc xe cỏ ít tiền, tập lái che nắng che mưa, như mình lúc nào cũng vậy, quay thật nét, lói thật chuẩn để các bạn có thể xem xong video chốt được luôn. Bác nào đã quan tâm đến cái kênh của mình, bác để ý mình quay rất kỹ các bạn nhé. Đây, không taxi, không khoan đục, màu xịn, nội thất thì miễn bàn luôn, thơm phức các bạn ạ. Các bạn mua về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Bên mình tuyển xe cho dù một chiếc xe ít tiền hay nhiều tiền thì đều phải tuyển thật kỹ các bạn nhé. Cái dòng này rất nhiều xe dịch vụ, rất nhiều xe của các trung tâm đào tạo lái xe thải ra. Cho nên tại sao các bác, nhiều bác bảo là nó rẻ lắm. Đúng, rẻ thật đấy các bạn ạ. Nhưng em này nó không rẻ các bạn nhé. Giá nó chỉ như một chiếc Spark thôi, 2009, mà cái giá nó chỉ có 1.1 đồng thôi. Đây các bạn này, nỉ này, cái đồ nhựa rất tươi các bạn nhé. Đấy các bạn để ý này. Riêng em này bô lăng thì miễn bàn luôn. Và để kết thúc phần thân vỏ cũng như phần keo chỉ, để mà các bạn đến phần cuối cùng để chúng ta kiểm tra phần trái tim của chiếc xe, xem nó có đạt cái tiêu chí như các bạn mong chờ hay không. Xin giới thiệu lại với quý anh chị và các bạn, cửa hàng mình mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị và các bạn. Các bác quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số line mình để phần giới thiệu. Bên mình khuyên kinh doanh những cái dòng xe ít tiền các bạn ạ, phục vụ quý anh chị và các bạn che nắng che mưa. Đây màn hình này, vừa dọn rửa xong, tranh thủ quay luôn. Các bác đến mua có vấn đề gì, cảm thấy nó chưa hài lòng, chưa được chuẩn, mình sẽ xử lý lại, sẽ làm cho các bác cảm thấy hài lòng thì thôi. Một chiếc xe này đẹp xấu là các bạn này, đây là một cái minh chứng nói lên tất cả các bạn ạ. Đấy, củ số này, phanh tay này, ghế form ghế này, chỉ cần nhìn mấy cái đồ vậy như vậy thôi là các bạn đã cảm nhận được một chiếc xe đẹp hay không. Mình quay không cần tai nghe các bạn nhé, để các bạn cảm nhận được cái tiếng động cơ. Đấy, quay tay bo các bạn nhé, chứ không dùng những cái những cái can thiệp để các bạn này nghe được tiếng máy. Đấy, máy đang nổ đây các bạn này. Đấy, các bạn đấy không dùng tai nghe, quay trần mà các bạn nghe tiếng máy này. Máy lổ im thít thít, đặt tắt nước không song sánh các bạn nhé. Rằng đầu tem mác nó còn nguyên. Ụ giảm sóc máng nước bên lái, ụ giảm sóc máng nước bên phụ. Và lắp capo đây. Đấy, máy đang lổ đây các bạn này. Máy thì chạy chạm rồi, làm ra rong ràng cò thôi các bạn nhé. 2009, tư nhân một chủ từ đầu. Đấy các bạn nghe tiếng máy này, không có tiếng hơi lạ các bạn nhé, không có tiếng kêu lạ. Cái dây côn loa là vừa rửa xong, cái tiếng nước các bạn nghe thấy tiếng lạ không? Đây các bạn này, không một chút hơi thừa một chút. Xe này mình mua được một của một bác chủ các bạn này, là những người đây.
xe người ta dùng từ đầu ra vào cơ quan công ty đấy các bác nhé. Đăng kiểm dài. Và để kết thúc video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.